Cha sẽ hướng dẫn chúng mình kỹ năng gấp quần áo thông qua máy gấp quần áo tự chế bằng bìa nhé. Sau đây chúng mình sẽ cùng làm máy gấp quần áo với cô và thực hành gấp quần áo bây nhé. Bây giờ cô Tràn sẽ hướng dẫn các con làm máy gấp quần áo tự chế bằng bìa nhé. Chúng mình sẽ cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. Đầu tiên đó là 3 miếng bìa có kích thước 20 x 40, một cuộn băng dính to, và không thể thiếu đó chính là một chiếc kéo để cắt băng dính. Bây giờ các con cùng bắt tay vào làm với cô nhé. Đầu tiên các con sẽ cắt đôi một miếng bìa ra giống như cô đã cắt sẵn ở đây nhé. Sau đó chúng mình sẽ dán hai miếng bìa này vào với nhau. Rồi, vậy là miếng bìa của cô đã chuyển động rồi đúng không? Sau đó chúng mình dán 3 miếng bìa vào với nhau giống như cô để hoàn thành máy gấp quần áo tự chế nhé. Chúng mình chỉ dán một nửa miếng bìa thôi nhé. Vậy là máy gấp quần áo tự chế của cô đã hoàn thành. Bây giờ chúng mình cùng thực hành gấp quần áo với cô nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong clip tiếp theo.